Khi con người mà không còn tin cha, tin mẹ, không còn tin một người tái sanh từ Do Thái, hôm nay tái sanh vô Việt Nam, họ không còn lòng tin nữa, thì cái đạo nó suy đồi. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật Thích Ca lập đạo bên Ấn Độ, vì thời đó có ba lý do làm cho Phật giáo Ấn Độ bị suy đồi: tăng ni không làm đúng như lời Phật dạy, ngoại đạo đánh phá, tức là lúc thời đó đạo Hindu họ đòi đạo Hồi giáo đánh phá theo triết lý không theo tín ngưỡng. Cứ nghe là đâu có ai mà thấy Phật thấy Chúa, người ta theo cái lòng tin thì người ta mới tu được. Mà cái lòng khi mà mấy con tin cho phụ là người tái sanh, tin cha tin mẹ, chứ phụ gặp cha gặp mẹ thường mấy con không có thiên nhãn thông, không có nhĩ thông, không có cảm ứng thông, mấy con không có gặp, thì mấy con phải tin cho phụ, thì mấy con tự phải có cảm ứng. Những lúc mà mình tu tập mình có cảm ứng chút chút, đúng không? Còn kiểu sư phụ thì khỏi nói rồi, sư phụ là thiệt là thiệt, sư phụ nói một lời nào là thiệt, sư phụ đâu có cần phải đi nói mấy cái mà không có làm gì. Trên mạng này nó lưu truyền mấy cái video này rất là lâu á, nghìn năm. Vì có người theo cái triết lý, từ cái triết lý nó mới thành ra là bao nhiêu Phật tử tu gà gù gà gật, không có tin cha, không có tin thượng đế, không có tin Phật mẫu, không có tự đốt đuốc đi. Đạo Thiên Tâm là tự đốt đuốc đi, phải có bi chí dũng. Theo triết lý không theo tín ngưỡng. Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối của mọi Phật tử, mọi con chiên, người đạo Hồi có lòng tin, không hẳn là cần đích thân mình phải trải qua chứng nghiệm. Còn nếu không, nếu như không chứng nghiệm được là không tin, thì coi như đã mất hết tất cả cuộc đời tu tập. Hiểu không? Cái đó là quan trọng. Bây giờ nếu mà mình giống như kiểu mấy nhà khoa học nói, tôi không có tin anh là trên thú, tôi cũng không có tin thượng đế, cho tôi thấy đi, cho tôi gặp ngài đi tôi mới tin. Nếu nói là vậy thì thôi, cả mất hết cả một đời tu tập bị đọa. Nhưng mà đa số thời nay người ta đều đòi chứng nghiệm không à. không có ai mà không có chứng nghiệm không tin đó. Bởi vì đời sống chúng ta rất là bận rộn, xô bồ. Mỗi ngày á, tâm trí chúng ta mà không có cứng không vững á, mình gặp một người xấu á, mình có thể là mất mát rất là lớn. Mất tiền bạc là chuyện nhỏ nha, nhiều khi mất luôn cả linh hồn nữa, mất gia đình nữa. Thì mỗi ngày các đệ tử mà đọc kinh hay là vô bàn thờ, không có giờ đọc kinh, chỉ phải đốt cái nhang trước khi đi ra đường, lái xe đi đâu á cũng gán vô bàn thờ đốt cái nhang rồi hả đi, rồi mình đi về mình cũng đốt cái nhang, mình chào cha mẹ, rồi mình nói thưa cha mẹ con đi chợ, thưa cha mẹ con đi một chút, đại khái cứ ra vô đốt cái nhang, đốt ngày 3-4 lần cũng vậy. Rồi đừng quên câu khấn này nè: con nguyện mỗi ngày ra đường cho con gặp người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Mỗi ngày mà các đệ tử họ thiên á, mà khấn câu này á, mấy vị sẽ nhất định sẽ động lòng, sẽ giúp. Tại vì mình cả đời mình gặp 10 người tốt mà mình gặp một người xấu thôi là đời mình tàn hết rồi. Không có hiểu không? Cho nên rất là quan trọng gặp người xấu ngoài đường. Dụ đủ điều hết trơn. Làm đủ mọi chuyện